Những ngày này, người dân bản đôm một xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đang sống trong cảm giác vừa tò mò vừa lo sợ do voi rừng xuất hiện. Theo người dân địa phương, thì đã gần một tháng qua, có hai con voi rừng thường xuyên đến khu vực bìa rừng giáp với tỉnh Lộ 544 và nhà dân để kiếm ăn. Đây là cặp voi mẹ và voi con còn sát lại của một đàn voi đã từng sinh sống trong các khu rừng sau khi những con khác đã bị chết do già hoặc là bị săn bắn để lấy ngả. Nghệ An hiện có khoảng 5 đàn voi với khoảng 16 con, trong số đó thì có đến 3 đàn đơn lẻ gồm 4 con. Điều đáng lo ngại đó là gần đây thì các cá thể voi sống đơn lẻ này có xu hướng là xung đột nhiều hơn với người dân khi mà liên tục tìm đến nhà dân để kiếm ăn, ghi nhận của nhóm phóng viên. Cụ thể, đêm ngày 7 tháng 12 năm 2022, một con voi rừng đến sát nhà văn hóa để ăn mía của người dân. Người dân và tổ phản ứng nhanh của xã đã đến xua đuổi, nhưng voi không sợ. Sau đó, voi di chuyển lên rừng, phá nát một cái lán của người dân. Con voi rừng này đã xuất hiện ở tỉnh Lộ 544 và kiểm lâm địa phương đã phải đặt chốt cảnh báo. Đáng chú ý, mới đây nó đã xông vào nhà của ba hộ dân, bẻ cây đu đủ để ăn, phá bếp, thậm chí ăn hết hai xô cơm rượu nhà dân, rồi say xỉn, đi loạn trọng, rồi đến khu đất ở bìa rừng và lăn ra ngủ. Thấy sự xuất hiện của con voi, nhiều người dân đã hoảng loạn tháo chạy, thậm chí vái lại để voi quay hướng rời đi. Một số người còn dùng song chảo, loa và các vật dụng khác tạo tiếng động mạnh để xua đuổi voi, nhưng con voi này không hề sợ hãi. Cách đó chừng 40 km, một con voi rừng khác cũng đã khiến người dân xã Bắc Sơn và Nam Sơn thuộc huyện Quỳ Hợp mất ăn mất ngủ đặc biệt là tại Bản Tăng, xã Nam Sơn. Voi rừng liên tục về nhà dân trong thời gian gần đây khiến họ vô cùng lo sợ. Người dân gọi con voi rừng này là thằng cháu. Cháu không ở đó thì hắn xuống là qua, đôi mi hắn lên mới xuống đi đó. Nhưng mà bữa ni hắn, thằng cháu xuống là hắn về đây nè. Về có bữa là phá, đây là vào trận đây ăn cám, ừ, hai bì cám ăn hết nè, đưa về cho lần nè. Rồi thì mọi khi là hắn cùng về, không không Trước đi là cùng hắn về phá nhà thế nữa rồi hắn quay quay về đây hắn đi về bể, hắn tháo đấy không có người ở nhà hai à, vợ chồng cháu thì à, vợ chồng con thì đi làm ăn tận ngoài bắc giang ạ, làm công ty ngoài nữa Đấy. cho nên là chúng tôi thì cùng à, hai ba ngày cũng về ngủ một lần quẹt dọn con voi này là ké thể duy nhất còn sót lại trong đàn voi khá nhiều con của hàng chục năm trước. Vài năm trở lại đây, nó xuất hiện thường xuyên ở gần khu dân cư và ban đêm nó vào tận nhà dân để kiếm thức ăn. Cách đây ít tháng, con voi này đã cuột chết con bò và một con bê của gia đình ông Vi Văn Danh đang thả trong rừng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp cũng cho biết, năm 2021, con voi này đã gây thiệt hại khoảng 120 triệu đồng cho nhân dân xã Bắc Sơn và Nam Sơn. Năm 2013, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đề án khẩn cấp bảo tồn đàn voi rừng. Tuy nhiên, đến nay vẫn khó thực hiện vì thiếu kinh phí ông trần xuân cường giám đốc vườn quốc gia pù mát cho biết để bảo vệ đàn voi và an toàn cho người dân vườn đã lập ra đội phản ứng nhanh ở các xã voi rừng thường về để tìm kiếm thức ăn để xử lý các tình huống xung đột giữa voi rừng và người dân Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu gần 129.000 tấn cà phê thu về 304,4 triệu đô la Mỹ. Các khách hàng ở châu Âu ồ ạt gom lượng cà phê lớn của Việt Nam, nhờ đó mà xuất khẩu cà phê đã tăng mạnh và bỏ túi hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng năm 2022. Với những tín hiệu tích cực từ các thị trường, đặc biệt giá cà phê neo ở mức cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán là xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể đạt ngưỡng là 3,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những niên vụ vừa qua, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về cà phê. So với tháng 10 năm 2022, xuất khẩu cà phê tháng 11 năm 2022 tăng mạnh, cả về lượng và giá trị, lần lượt ở mức 60,8% và 47,1%, còn so với cùng kỳ năm ngoái là tăng 19,7% về lượng và 25,4% về giá trị. Tính đến hết 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt sấp xỉ 1,58 triệu tấn, trị giá 3,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% về lượng và tăng 34,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà Cà phê sang Bỉ tăng tới 143,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong top 10 thị trường xuất khẩu cà phê chủ lực của Việt Nam từ đầu năm cho tới nay. Tiếp sau đó, xuất khẩu cà phê sang Tây Ban Nha tăng 93,6%, sang Anh tăng 79,3%, sang Nga tăng 48,3%, sang Ý tăng 34,8%, Đức là khách hàng lớn nhất của cà phê Việt nhưng giá trị xuất khẩu sang thị trường này chỉ tăng 9,3%. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Thưa quý vị, tuần này thời tiết miền Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại. Hiện nay cây vải đang trong giai đoạn phát triển lộc, còn các diện tích nhãn đang giai đoạn phát triển trồi lá ra hoa. Toàn vùng ghi nhận 15 ha vải và nhãn bị sâu cuốn lá gây hại cục bộ với mật độ phổ biến từ 2 cho đến là 3 con một cành và 23 ha bị sâu đo gây hại diện hẹp, mật độ phổ biến trong khoảng từ 2 đến 3 con một cành. Hiện nay nhãn vải đang ở giai đoạn phát triển trồi lộc, nhằm hạn chế những ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh hại, nông dân cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật như sau. Trước tiên thì cần tiếp tục tỉa cành vô hiệu cành sâu bệnh để hạn chế nguồn sâu bệnh cư trú, tạo độ thông thoáng trong tán cây, tưới nước giữ ẩm trong mùa khô. Bên cạnh đó thì ngoài bón phân đa lượng nên kết hợp phun các loại phân bón chung và vi lượng. Khi mật độ cao dùng thuốc hóa học để phòng trị nên phun vào giai đoạn ấu trùng tuổi nhỏ và phun vào lúc chiều mát thì mới đạt hiệu quả cao. Và cùng với đó thì chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng đúng liều lượng, đúng nồng độ, đúng lúc để hạn chế lãng phí, ô nhiễm môi trường. Xin chuyển sang khu vực Bắc Trung Bộ, thưa quý vị thời tiết trong vùng tuần này phổ biến là không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng và trời rét hiện toàn vùng đã gieo được 52 ha lúa mạ xuân sớm 2022-2023 diện tích này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới trên cây lúa các loại dịch hại như ốc biêu vàng chuột sẽ phát sinh gây hại trong thời gian tới trong đó thì bà con cần đề phòng chuột sẽ tập trung gây hại trên những diện tích lúa gieo thẳng mạ không được che chắn và ốc viêu vàng sẽ phát sinh gây hại trên lúa mới gieo. Để chủ động phòng trừ, bà con cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát các đối tượng dịch hại cây trồng. Bên cạnh đó thì cần phòng chống rét cho mạ, lúa mới gieo. Thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột, ốc biêu vàng, theo khuyến cáo và chỉ đạo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với trạng thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, bên cạnh đó có mưa, mưa rào và rông ở một vài nơi, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Hiện nay diện tích trồng điều trong vùng đạt 122.000 ha đang trong giai đoạn ra gia đọt non và hoa. Toàn vùng ghi nhận 3.600 ha điều bị bọ xít mũi gây hại và 2.700 ha mắc bệnh thán thư. Hiện nay, cây điều đang bước vào trong thời kỳ ra hoa lại giai đoạn cây khá mẫn cảm với điều kiện thời tiết cũng như là các đối tượng sinh vật gây hại đặc biệt là bọ xít mũi và bệnh thán thư, bà con cần lưu ý như sau. Trước tiên thì cần thường xuyên thăm vườn vào lúc sáng sớm và chiều tối để kiểm tra mật độ bọ xít mũi và bệnh thán thư, chủ động phòng trừ kịp thời khi phát hiện. Bên cạnh đó thì cần chăm sóc, bón phân NPK, quân đối, cắt tỉa tạo tán thông thoáng để hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít mũi. Cùng với đó thì cần chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít mũi và bệnh thán thư hại điều do Cục Bảo vệ thực vật ban hành. Ngoài ra thì diện tích lúa Đông Xuân 2022-2023 đã xuống giống và đạt 54.000 ha đang trong giai đoạn mạ đẻ nhánh. Toàn vùng ghi nhận 180 ha bị ốc biêu vàng gây hại và 200 ha bị chuột cắn phá. Hiện nay thì lúa Đông Xuân 2022-2023 đang bắt đầu xuống giống, nông dân cần chú ý các đối tượng ốc biêu vàng và chuột gây hại cây lúa đầu vụ. Tham đồng thường xuyên để phát hiện và phòng trừ kịp thời. Cùng với đó là để hạn chế tác hại của ốc biêu vàng và chuột hiệu quả, cần tập trung gia quân đồng loạt để diệt chuột và thu lượm ốc biêu vàng. Chủ động phòng trừ chuột và ốc biêu vàng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương. Và cuối cùng là tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong tuần phổ biến có mưa rào và có rông ở một vài nơi. Hiện khu vực này đã trồng tổng cộng là 170.000 hecta cây dừa. Trong đó thì cây dừa đang ở nhiều giai đoạn, nhưng có tới 2.700 ha dừa bị bọ vòi voi gây hại và tăng 100 ha so với tuần trước. Để phòng trừ bọ vòi voi hại dừa, nhà vườn cần thăm vườn thường xuyên, quan sát kỹ để phát hiện sớm sự gây hại của chúng. Áp dụng các biện pháp phòng trừ bọ vòi voi hại dừa theo quy trình của Cục Bảo vệ Thực vật như sau. Trước tiên thì cần giữ cho vườn dừa luôn thông thoáng, tiêu hủy các lá già khô, cùng với đó là cần dùng đất phủ kín rễ để ngăn bọ vòi voi đến đẻ trứng tiêu hủy những trái dừa bị nhiễm bọ vòi voi để hạn chế phát tán, lây lan, kể cả những trái đã dụng. Cùng vì đó thì không gây các vết thương trên cây như là chặt tỉa cây cũng như là tỉa lá còn xanh. Trong trường hợp phát hiện bọ vòi voi gây hại trên thân, dùng dao vạt sâu vào ngay nơi chảy mủ để bắt bọ vòi voi. Phun thuốc phòng trừ bằng các loại thuốc nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được khuyến cáo và áp dụng nguyên tắc 4 đúng đến đây bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đã hết. Cảm ơn cục bảo vệ thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.